Nói chung ra thì ngày xưa thì Dũng cũng có đi đàn ca tài tử, rồi sau này lớn tuổi rồi, năm nay thì Dũng cũng được 63 tuổi rồi. Bây giờ Dũng chỉ ở nhà karaoke, Dũng thích vui, đó là cái niềm đam mê. Ai cũng có một cái niềm đam mê, không phải ai cũng ca hay được mà không phải ai cũng ca dở được. Bây giờ ví dụ như người đó ca hay, biểu người đó ca dở, ca không được. Còn cái người ta ca dở và biểu người ta ca hay đâu có được. Đó là một cái niềm đam mê của người ta, mình phải tôn trọng người ta. Và trong lúc mà ví dụ như trong lúc mà Dũng like hoặc là các bạn khác like cũng vậy, mình đừng có nên mà có những cái lời lẽ nó không có tốt, hoặc là mình chỉ mình dạy cho người ta. Cái đó là nếu mà mình có muốn gì thì mình cứ việc vào Messenger đó, mình tha hồ mình muốn chỉ muốn dạy người ta cái gì cũng được hết, mà trong lúc người ta đang like thì đừng nên chê người ta cái gì hết đó. Mình nếu mình có điều kiện thì mình cứ khen đi, đâu có chết ai đâu. Mình khen mình cổ vũ cho người cái bạn ca, để mà bạn ca có cái tinh thần bạn ca người ta phục vụ cho mình, mà người ta hát nó đâu có lấy tiền mình đâu. Không, mình nói đúng không cả nhà? Dũng nói cái nào là Dũng nói ra cái đó, là Dũng là từ xưa tới giờ Dũng đi đàn ca tài tử cho đến nay là Dũng đã 63 tuổi, đi từ lúc 23 tuổi, coi như nay là Dũng đã biết đàn ca tài tử trên 40 năm. Nhưng mà Dũng không bao giờ mà biết phê bình ai ở kê chê ai ca hay chê ai ca dở đó. Mình chỉ nghe để mà mình cái người mà khi mà họ đã làm một cái bếp để mà gửi cho mình ca, đó là một cái công sức của người ta lắm, một cái niềm đam mê của người ta để gửi cho mình ca. Mình ca mình chê người ta là cái đó là mình quá trật rồi. Người ta dở 10 chứ mình dở tới 100 rồi. Thôi giờ tiếp tục nha cả nhà ha, giờ bắt đầu mình hát 3 giờ là không sợ nó nữa rồi đó. Rồi bây giờ mời Phương Linh trở lại ha. Tân cổ đón xuân này nhớ xuân xưa nha, xin mời Phương Linh nha. À, xin mời cả nhà mình cùng cổ vũ cho hai anh em nha. Mới đó mà xuân đã gần 20 năm rồi phải không em? Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà em cứ tưởng như mới hôm qua. Kỷ niệm của hai đứa mình mùa xuân đó vui quá phải không anh? Đón xuân này em nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò như ôm tình trong cánh hoa mơ cười. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo đã lâu. Em đứng chờ tôi dưới sông Thương, đi qua ngang đầu ngõ hối nhau thầm xuống đã về. Còn gặp gỡ nhắc chuyện ngày xưa mà lòng nghe sao thuyết mơ hồ. Tàn mặt nhau đây đông giây phút ai ngờ, mừng gì được gặp lại em sau bao năm dài xa cách. Buồn vì chuyện đời em trai cơ trêu, mười mấy năm rồi anh nhắc nhở mà làm chi, cái
gặp nhau biết chuyện hôm nào, lòng nghe sao xin dắt vào xin bao. Xuân nào hai đứa bên nhau, tuổi thơ xinh xăm như màu hoa mai. Trước sân nhà em có chồng tay mãi tóc, mỗi đồ chờ đợi ngày hai đứa đẹp tương lai, thưa mẹ thưa cha cho chúng mình nên duyên nên nợ. Mơ ước đơn sơ của hai tâm hồn trong chân, sóng gió bao cồn gió dạt chốn trời xa. Sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ có đau lòng. Xuân vắng người thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có cái giọng ca hình như giống em gái Nga Võ lắm á.